Rồi chào tất cả các bạn nha. Chạy chạy vẫn chơi hoài. Tưởng đâu ngồi làm ra giang hồ mới là tổng mục tiêu. Đây có mấy có đồ máng không? Tới cái nhà quan nè bạn ơi, đi cúng bảy luôn. Nhưng mà cái nào im im á thì mình để lại, còn cái nào thấy không ổn là cuốn luôn. Rồi cái đầu tiên dưới bụi chuối nè, cui hàng bóc hàng. Ừ, nhóc gác nữa. Ừ, thầm bảy gắn mà thấy lợi thay ghé một đống không ổn rồi. Sao? Hello hello luôn. Xin chào hả? Bà nuôi cho lú đầu ra thấy ghét không? Cái đầu tiên chất quá. Nay kiếm vài con cái khu này dạng thấy có không ngon hung mà. Bởi vì hai anh em mình quyết định cuốn khu này luôn. Còn cái khu đằng kia thì để. Nhìn chỗ nào mà thấy còn im thì để lại cái hai cái vậy đó. Thế đâu giờ ta? Không bên đây đi. Ừ. Tới cái thứ hai của sao đây? Cái điểm này rồi mình nghi dính con ngựa mà không có tức nữa. Chỗ này nó khô nhưng mà cây cối mà. Ba cái nhánh củi đâu không? Vì không có mới đau rồi. Sao sao? Ủa con ngựa rồi. Hả? Ngựa. Bởi vì em làm sao không có được chỗ này? Ối chục cái. Ủa, hồi đó lũ đầu ông nội thấy ớn không? Con ngựa dần cháy rồi bạn. Ối chục cái bên kia này. Nguyên cái đống củi. Trời nói chuột. Ủa vàng như nghệ luôn nội ớt cc. Con này chắc 700g được. Ủa nhìn cái phanh đá ra. Hết sỉ con mà bảy. Thứ gì chịu nổi. Rồi, lúa rớt tùm lum hết trơn. Gắn này chắc nghe mình bắt quá. Cái này nó cắn dữ lắm cắn. Nhanh như chó táp lẹ như đàn chớp là nó. Khang gắn này ổng hơi nhát nhát. Thử khu ra anh khang. Lấy ken liền. Gắn mới ăn sao rồi, hồi thường con ngựa ít nào cũng nó cũng ói chuột nhưng mà ít lắm mà nó không giống như hổ hành mà sao con này nó ói khui hàng bốc hàng. Trời ơi, thơm thơm nực nồng luôn, nồng nực luôn. Cái thứ hai có hàng rồi bạn ơi, đường nào cũng lụm lâu, đường nào cũng về La Mã thôi, chạy đâu cho thoát. Đã chưa đã chưa, thứ gì chịu nổi. Chạy mà cố luôn. Con này đem về hầm xả thôi, nhức nách. Đang chuẩn bị chạy nha. Con là ta không có lại gần. Nhanh cho táp lẹ như đằng chớp mà nó đó. Cắn bà có cắn, thứ gì đâu. Cái này còn gọi là cắn gồng rồi nữa mà, nó nhiều tên lắm. Giờ YouTube hơi khó bởi vì mình cũng hơi bắt gắn hơi an toàn chút, không có múa lửa được. Con này trên nửa ký à. Hả? Gần 700g. 700g được. Quá nó dài ghê vậy. Dài ghê hồn dài. Cả mét quá. Cái này chắc gắn được. Bởi vì nó dài dữ nè. Dạ cưng. Rồi đã ra mà. Vàng cháy luôn. Ư gì chịu nổi. Trời ơi. Ăn ở sạch sẽ chứ. Coi nè. Nó vàng luôn. quá đã. Xíu 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 xíu. Này về hầm xả ha, hầu đủ ha. Là gà với đình lăng. Tới nái. Giờ để cho thủ bỏ vô cái đã. Tới luôn mắt tài ơi. Đường con thấy ngon ngon rồi đó. Rõ, bởi vì cái chỗ đó mình nghi có ngựa lắm mà. Bỏ mấy cái bãi trong kia cho nó khỏe không? Ngồi đi ngược vô lấy dễ. Ngựa ghét không? Mà gặp mấy con chuột này đúng quả chưởng. Hả? Chuyện bỏ vậy chân ba. Rồi đi tiếp luôn. Ngồi có giang hồ nó đi lỡ đi ngang đây thấy lụm hết trơn luôn. Cái khu này nhìn địa hình cũng ngon mà đợt rồi hai nay mình thăm bết bát quá. Chứ lại hình như là cũng có dấu hiệu của đồng nghiệp nó xử rồi, xử trước đó rồi. Bởi vì thôi cuốn luôn cho gọi cái clip này. Cái điểm bên kia thấy cũng ngon lắm nhưng bởi vì mấy anh em mình quyết định để lại. Cuốn khu này chắc khoảng chục cái vậy. Những con cái qua hết ta, từ từ nha. Cái bụi chuối đẳng á. Mọi coi địa hình quá ấm luôn hai bên. Vậy mà không có. Đồng nghiệp nó bảo quá, thứ gì chịu nổi. Toàn là sậy với sậy. Cái
bữa dần săn sóc vậy á, còn ở dưới nền thấy là cỏ sậy thấy ấn lạnh. Phải bộ chuối vòng gặm hơn trước à. Lụm con của hành đây. Sao đây, sao đây? Lúa gạo gì không? Lúa gạo về, lúa gạo về. Lúa ép gai không? Cút đá gì không? Thấy kiến không vậy? Đá gì trời. Dở bậy lên nhẹ bông gòn. Ừ. Trời con chuột kìa. Hết biết. Thứ gì chịu nổi. Ghét. Luôn là tính lớn rồi. Thú không. Cho nó ăn da lông hồng hào vậy mà không gắn nào nó bá vô. Khu này im thiệt là im luôn. Vậy không có rồi, đau thì chờ đau. Như đâu đây con cái nè. Coi hình này cái khả năng có con ngựa rất là cao luôn. Vậy mà không có mới đau không? Ờ, tha ghét rồi kìa. Thứ gì chịu nổi. Chịu nổi với nó thiệt rồi. Nó đâu rồi? Kìa. Không biết luôn. Nó nằm trong giữa cái bẫy kìa. Một đống ghét lú đầu ra kìa. Nó lấy cái bao mới bao vô cái là rồi luôn qua sao cũng vậy nữa đó. Nghĩ ngộ con chuột á thì có con nào nó quen miệng rồi nó cắn dần, có con không có cắn. Chỗ này mít trồng đấy bộ quen còn bọc ngon, ngon lành như ta. Cái bờ kênh này đợt trước thăm tức tới luôn bắt tài ơi. Bắt tài à, cô lên. Con lắc đó, địa hình đó. Chỉ hai anh em mình đó. Trời ơi, địa hình này không thấy ai đặt bẫy gắn hết trơn chỗ này nè. Gắn dữ lắm, gắn. Lắc ơi là lắc. Gắn dữ lắm luôn. Mày về đốt nhà. Dưới bụi chuối này rồi sao đây? Thấy con bữa đó đặt cũng lăn lứt lắm mà không có. Ủa cái bẫy ngon, ngon quá mày không có hả? Quất rồi. Cái này không có đâu. Con chuột lô nữa. Dưới bộ chuối con gặp vậy không có đâu. Không thể tin nổi. Lại tới bẫy mà không thấy bịch lúa ép ra hay là cái cứt là thấy hiu hiu rồi. Tình hình quá căng thẳng, quá căng thẳng. Chơi không vui được chứ. Bởi vậy mới nói. Chỗ này là có đồng nghiệp đặt trước chắc luôn. Cái địa hình này là bảo đảm cố gắng mà. Đại ca Khang mình bàn qua đó rồi. Mới xào nó có không? Hả? Có hành hả? Bữa không? Bữa không? Đợi đỡ. Ồ, có hàng là mừng rồi. Đúng lầy của lầy chứ. Lụm hàng liền cái này rồi tham chức quốc. Cái gò ngon quá mà. Được nào cho tóc danh em ơi. Giúp người đây chiếu này sang cho nó cho sáng sáng. Con chuột cắn cái bà không bấy sấy chưa. Đó, cũng được nè. Bốn lưỡng ha. Con này chắc khoảng 300 gram hả. Rồi mừng con nó lết với cái bao lúa mà con nó bốn lưỡng giống nó nằm sát xuống luôn. Lụm gạo luôn Khang ơi. Cái này nói chột ra phía ngoài nè. Thôi. Thử coi con bữa đó có một cái bao bị lung lũng đó nha. Cái bao nào đó. Ẩu tả đi. Bao bị găng. Trời ơi, đem con cái đâu hả? Hai cái lần ba. Lâu rồi không xài tới mấy cái lúa thái hồi đời Napoleon tới giờ đó. Coi kỹ rồi kìa. Mấy bao lâu quá không xài tới. Bao này bao mới chắc ngon. Ôi đang người ta chùm hai cái được không mày. Thôi hai cái một công. Mấy túi lưới dễ gì mày ấy, trừ ra chuột cắn thôi. Trời nó cắn á. Rồi lụm nó đi. Tới em ơi. Ủa con bún hở á. Bún lưỡng chiếu. Xẻ cái hôm lại sát xuống nó nằm như sao ra
chưa gì hết, ông dõng lên ông chưa cái đè tay mà đè cái hôm xuống. Ừ, so sát xuống mới được chứ. Ở đó được rồi. Em. Rồi. Ờ, mắc cỡ với anh em. Ủa mà thấy cũng bự quá, bắt ra thấy cũng trọng đó. Trọng có nhỏ đâu, đầu thị thế đâu. Cái tay nguyên luôn. Cái nguyên tắc của người ta bắt cái gắn là một tay cầm con gắn, một tay cầm cái hôm đè, chứ không ai mà để sống lỏng gì. Những thằng mỏ đông nó gồng kìa. Ông chưa có ý, chưa hiểu được ý gắn. Rồi, ra đây. Gà con khỉ ra. Khang đừng bắt gắn nhiều lắm. Mày nghe nè. Lì đó. Ra đây. Ông nội, bắt gắn cái này tao tức điên với ông chứ. Khang, Khang mình cũng chưa có kinh nghiệm. Rồi ra đi cưng. Bẻ cái đầu ra nó kẹt kìa. Rồi. Thổi nó kìa, thổi piu ba kìa. Ừ đó. Chạy ra mày. Lụm gạo liền. Mũi quá trời mũi. Chạy đâu cho thoát với anh. Hốt hàng, hốt hàng, hàng hốt. Còn đầu tiên bạn ơi. Mệt rồi. Hết mệt rồi. Vô mày. Ấm hiểm, ấm hiểm. Ồ, có hàng này thấy có động lực ha. Xíu rồi nó ỉa vô mặt luôn rồi. Bởi vì văn nó phải có cức là có tiền chứ không. Để mình sửa cái bài này lại để chuột vô đặt lại bạn. Tha gác một đống. Cái đợt rồi đó quá trời luôn, hình như là chuột con bảy nào cũng vậy, vẫn tha gác kinh khủng. Ở đây vẫn có tờ trồng đậu que anh. Trái quá trái luôn không? Đậu que. Đậu que này có miếng ba rọi xào ăn thứ gì chịu nổi. Cái viên chuối này cuốn luôn ha. Điểm này hiểm quá trời hiểm, không có. Bởi vì anh kèm quyết định cuốn luôn. Cái đống chú gì không có gắn hoành là sao? Không tin nổi. Chuột còn luôn hả? Ủa bảy ai đạp kìa? Nó. Trời ơi. Nó dọn nó chú, tao không biết thấy nè người ta đạp. Hồi đó về em sửa là để méo gì đó. Cái này không có. Ừ, chỗ này không có gắn, tin nổi không? Bờ nữa cao mà thêm nguyên cái vườn chuối nữa. Đặt sao khoảng được. Hai bên toàn mương không. Tới cái cầu tre quyền thoại nè. Lấy bịch lúa không Khang? Cái bẫy này để lại đi. Cái gọi này ngon quá. Cái này. Cái này là gọi mấy này mà dính đựng hổ hành cũng trọng không. Cái cầu tre đi người một hai người là tới chuyện liền. Có lụm không? Lụm gạo không? Kêu liền. Chỗ đó đặt con trái một duy nhất á. Nặng nặng không? Sao? Cái gì vậy? Để em qua. Lụm gạo liền bấy, nó cái gò em để mà. Đâu để nào cuốn được cái gò này. Trời ơi, hai cái cầu tre đi nguy hiểm quá bạn ơi. Nó mục rồi, để lâu quá mục. Ây da. Cái vậy con lãi là vô thường nó, con lãi thường là vô gắn chuột rồi nó không có ca, nó không có nuốt đâu đem ghê quá ngộ ba nó mới gắn, gắn gì ghê ba sợ ngộ khang chứ con gắn lãi chứ con gắn gì. Ừ con lãi nè, thấy không chuột không, thấy nó như thằng không, thấy cái màu nó ấn quá đấy em thấy không, nó gắn con gắn lãi nó là vậy các bạn, nó ngộ lắm, nó vô nó gắn chuột nó ít nào nuốt chuột lắm bự quá chứ. Ừ tháo rồi luôn. Nó là chuyên gia ăn chim chóc á. Nó cái màu thấy như nó sao đâu ứng. Nào giờ em đặt dính cũng bộn mà. Mà nó lúc nào cũng vậy vô cắn chuột nó cho chết rồi bỏ không. Đâu có ăn. Trời ơi, dài dữ quá. Con lãi gì là bự lắm rồi nè. Thứ gì chịu nổi không? Gặp ông Khang gặp cái lãi ông tưởng cắn gì cũng sợ. Quá cái da màu đen đen. Mấy bạn nào mà xem cái clip mà mình giúp thu á, lúc mình bắt ăn gắn ra ngoài rồi mình chụp hụt á, con hưu bỏ mà nó chạy á là nó nè, gắn lãi nè. Còn mũi dữ trời. Ừ. Sao đây? Cái này để em bắt gắn này cắn vô. Như sao? Ừ. Nó xích gà mày. Dằn quậy gắn đầu gắt sợ. Lại chứ. Gắn là hoành ta bắt được, gắn nào cắn người ta không bắt.
chiên da ăn chim cấp. Nó dài coi như cái hũ ngựa chứ. Trời 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 trời. Bự con cái lại vậy là bự lắm rồi đó. Con nè. Không lưỡng không? Nó chiên da trên mấy đọc cây ăn chim á. Nó lặn dữ lắm nè, con này nó lặn dữ lắm phải không? Nó nhanh chứ không có lặn, nó lặn con. Xuống nước nó lặn dữ lắm à. Nó lặn cũng được. Lặn khúc nó nổi lên nè. Nhưng cái là nó nhanh dữ lắm. Ừ. Nó ăn chuột ó. Trời bụng vàng hực kìa. Lặn bụng nó kìa. Trời ơi, nhẹ như vậy. Con này về hầm xả thứ gì chịu nổi, nhức nách, giật bạc bạc luôn. Không có thứ gì chịu nổi. Ngon lành hai con rồi, hai con ba con rồi. Để chùm vô con gắn con ngựa luôn. Để chùm vô gắn con ngựa này. Cho hai lòi cắn nhanh cho táp tẹ như đàn chớp vô đây luôn. Không nói anh không, để cái gò này lại. Cái hình cái gò này dễ gì mà phản được. Quắn tay nữa mày. Vô. Vô chơi đi mày. Rút vô. Vô. Dài ông nội, dài cả mét mấy. Nó gắn hổ ngựa là bà con nhà họ đồ dài mà. Ở cái đuôi rồi coi nè. Coi còn chưa hết cái tô lớn nữa đó. Xuống mày. Ẩm hiểm bạn ơi. Ngon lành cành đào. Đây là cũng ký mấy rồi. Hai con này không gà ký, ký mấy rồi. Ừ, vậy đây mình để chuột vô đặt lại thôi. Lần sau kiếm hiệu hả? Kiếm hổ hành này siêu to khổng lồ coi. Cái này ẩm hiểm, lấn lứt. Bữa nay thấy là cũng được mà. Không thua lặn gọi đâu đó. Chỗ này chứ lúc trước cũng lụm con hổ hành nè. Dưới gốc mít. Hốt hàng hốt hàng. Hàng hốt. Hình như có cất cái gì vậy? Dở coi. Thấy bọc ra gì đó. Cái gì vậy ba? Dở coi. Lớn con hành lớn nè. Chuyện gì đúng không? Để tôi coi coi. Làm cái ghê. Hổ hành. Hổ hành, hổ hành, có phanh chà bá kìa. Ủa trời. Ủa hành, ông ngồi luôn. Vô đây Khang ơi. Không Khang giật mình trời. Nè bạn. Quá trời, hổ hành ơi. Hổ hành này. Anh thằng hô. Cả ký dám được lắm mọi người coi nè. Mở cái bao quay Khang. Ủa con Khang giật mình. Không thấy cái hổ hành hết là không giật mình. Nè. Ủa cả ký lô bạn ơi. Hết hụn hổ hành rồi. Sao con này không ị chứ hả? Nó lụm chuột quá. Nè. Con cất chứ nè. Quá trời con hổ hành rồi ông nội ơi. Xì ớn chết. Cầm con Khang làm bị luôn. Ủa trời con nói hổ hành nó rầm luôn kìa. Hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống. Để cái băng vậy đó. Để làm bị cái nha. Quá trời rồi. Bạc bạc. Hết hồn rồi. Lụm gạo cái núi vô. Con có dầm nhộm. Hả? Sao không quen mà. Con có dầm nhộm. Ừ. Khổ quen mà. Con hổ ơi. Anh thằng ngô hổ hành mà ngô hết hồn luôn. Lụm Khang ơi, bắt đi. Đừng nói hổ hành không dám bắt nha. Con này bắt được, con thấy cái hoành nó ấn quá. Con này con lấy cái hoành nó hết hồn, tưởng con gì con giật tay ra. Mình coi cái hoành nó nè. Bóng lưỡng luôn. Hết biết vậy trời. Anh nhổng cái được rồi, ừ vậy đó, được rồi. Nhổng cái bẫy cao lên, không khó, con gắn bự đó, bà đừng rút nó chạy. Ủa. Nhắm. Dụng chiêu thổi cái nặng gắt thôi, đừng đừng nó từ từ cái đuôi nó bò ngoài là bắt đầu nó rút ra coi nè. Cái đuôi nó cũng như con mắt cái đậu hài nó đó ha. Ôi ủa đấy. Cứ nó bắn nha. Chết luôn, văng cái đầu luôn rồi. Văng đầu. Trời ơi, con nậu vô đây, chứ là đây cái ơi. Quá trời cái hoành, hổ hành rồi. Trời ơi, tắm luôn. Nè, muốn nữa. Quá. Thứ gì chịu nổi, thứ bảy chủ nhật chịu cũng nổi nữa ông nội ơi. Ấm hỉnh rồi bữa nay chúng nằm lè ông Khang ơi. Quá đã, quá đã. Không có thứ gì chịu nổi trơn mà ơi. Hả? Bữa nay đậm lè luôn. Rồi cái túi lưới là hai miếng hổ hành nhỏ rồi. Đây. Đó. Quá đã. Kéo rồi, kéo rồi. Không có thứ gì chịu nổi trơn. Một Khang thấy cái phanh hổ hành gì không nhận, không dạng ra, không găng, ngắn hành trời. Thấy ớn chết. Thấy cái phanh chập ba rồi. Cái này cục cứng dữ. Con này ký à. Con này rất ký được, con gà nó đủ mồi mà mập. Ấm hiểm, ấm hiểm luôn. Buông cái này tao ra coi. Quả mày ỉa vô đậu tao. Tại nó bắn vào cái xeo. Xeo vô mắt luôn rồi. Nè. Trời ơi, cái thứ này là nhất có thời điểm 400 mấy luôn á. 400 mấy chục ngàn một ký á. Cục cứng cứng lại ba. Hàng khủng rồi mà.
Cái em gặp cái phanh là ông dở thấy cái phanh chà bá ông hết hồn, tưởng gắn diện giật mình luôn nội. đã quá đã rồi bạn kìa. Nay đậm lè đậm lét rồi. Tới luôn bắt tài rồi. Bờ con đó thôi, tê tái cả người bạn ơi. Lâu lắm rồi mình mới gặp được con hành bự vậy đó. Không nó có đường đi đâu. Cái đường này lúc trước mình bữa mình đặt cái bên đó. Ý nó cái vườn bên kia kìa. Lúc tặng mới đặt nữa. Thì đó, ý nó lùn qua cái vườn bên kia. Cái này hồi đấy, hồi đấy, hồi mình về thăm cái này ra đường luôn à. Chính thằng đó như con cái đó. Ờ bữa đó lại đó bị con chó nó sủa. Ờ ở đây có đường qua nè. Ừ. Thốt con hổ hành đó thôi là đậm rồi đó. Con một thôi là đậm lè rồi, hổ hành bự đó. Tính gà chỗ đó gắn nhiều chứ bộ. Có chỗ đó lõm đó. Đợt trước là thăm dính con hổ hành đâu khoảng 400 gram đó. Đợt này bợn hổ hành nó cũng theo mình nghĩ cũng 900 gram cái ký á. Bên này thầm bên đây chứ đi. Có đem lúa không? Dính nữa mà đem lúa gì? Thằng ơi dính nữa đem lúa là gì? Đem cái vỏ luôn. Đem cầm cho. Nhằm khi chuột chết gì ba thằng thai không thể đi quanh đây lấy cái vỏ à. Đây đặt thì mình hông cái mã luôn. Này có con hũ ngựa quá. Thấy khô quá nè. Sao sao sao? Chưa biết. Ồ, chỗ dính nhé. Trời ơi, trời. Chuột ngủm của tối. Đấy đi. Mà thay chuột lại cái bên đây nữa. Cái clip này mà không có con ngựa là không tin nổi à. Chuột nó ngủm của tối uổng ghê vậy. Sao đây? Biết rồi. Rồi chuột chết nữa rồi. Hai cái chuột chết trơn. Rồi chỗ đó con chuột chết phải rồi, lỏng nắng chiếu vô mới. Ngồi lấy cỏ đây đậy lên mới được. Trời ơi chỗ này yểm nó ngon vậy mà hai cái chuột chết chân bạn ơi. Như còn lại có 2-3 con chuột. Thiệt tình chứ. Hết chuột thai rồi sao một lúa còn đây ạ? À? Nãy em không chụp chuột nè. Còn 2-3 cái hết rồi. Bữa nay đậm rồi quá. Không cái này rồi em đặt nè. Cái này là cái điểm mới mà. Tức là rồi mình đặt mình lấy thêm mấy cái mình chim vô á. Chứ này còn zin luôn mà chưa thăm lần nào luôn. Dàn gấp chuối tới luôn. Cái này lụm hàng nếu con chuột không chết. Đây hả? Ừ. Bên này trái dàn mấy chuối á. Bên phải nè. Đó thẳng xuống. Lụm gạo thì không đâu khoảng. Gì vậy? Gì trước vậy? Có nhiều hiệu gì trước không? Biết rồi. Nặng không? Cái nhiều hiệu chạy chỗ nào nhẹ hả? Không, cho khoản nghe em được. Ủa cất nè. Ủa cũng được khác. Khoản. Có cất là có tiền. Ủa điểm mới hay có khác không? Anh à, này nè phải không? Nó qua đây mát nè. Cầm cái vỗ. Nó hết chuột rồi. Lấy cái bẫy thì cua đặt vô không sao vậy? Nè bắt đây. Thôi con nó đựng mở bao. Nó nhỏ lắm. Nó nhỏ quá đừng mở bao là nó nhét nó tòng kẹt đầu mất công. Gắn này chắc khoảng 250-300 gram. Nó đầu thấy cái phanh cũng bự. Đúng cầu có cức rồi có tiền. Đó ra để cho ra. Ồ đã chưa. Trời ơi nhỏ mày á tụi nó văng tùm lum hết trơn. Mấy bạn nào xem clip mày mình đang lúc đang ăn thông cảm nha. Tại ba bảy gắn nó là vậy mà khi chụp nó là bắt đầu là nó đậy ra. Ngồi muốn lấy ra mà kia lấy cái bẫy ghi vô nữa trời. Thôi tính sao đi. Tính sao đi bỏ đặt chỗ đó một cái thôi. Cái mã. Thiệt tình chứ. Nãy này nãy sảy chuột chứ sảy chuột là đủ rồi. Còn là 2-3 cái gì nữa. Ngon lạnh cành chanh. Ngon luôn cành đào. Vô mày. Thứ bảy nhật chiều con nổi bạn ơi. Cái này đâm lè đâm lét rồi. Trúng quá trúng à. Nhìn cái túi gắn thấy mê không. Ban hành rồi. Ban hành con ngựa con gắn lãi rồi. 2-3 vòng đi ba, mày có để ba để con vòng nha. Vòng nó nông ra được.
Ừ nha, bữa gọi sảy rồi đó. Lấy cái bẫy nó ra luôn, đặt lại luôn. Cái bẫy này ngồi đây ngoài kiếm chuột thay vô. Đặt lại lần sau kiếm con nữa coi. Đặt cái này nghi lắm mà không có nào cũng lụm mà. Đây. Còn cái của ông đặt nữa phải không? Trời ơi. Chỉ còn hai cái nữa là hết rồi bạn ơi. Cái của anh với cái em đặt chứ. Cái của chú tuốt ngoài đường quá đó. Bữa đó em đem là 5 cái mà. Đây nãy giờ mới thăm có 3 cái à. Nhìn địa hình này hôm bữa đi đặt thấy nó lít chạy đâu cho thoát với mình được. Ừ, cái đó hả, hai giọt không ngẫm là giờ bên khu đó là bạn lụm. Cái đường này như đi qua kia được mà. Có được không? Này có không? Hả? Có cức đó. Có cức kìa. Ủa trời, con này cũng bận vậy thôi, nặng quá. Chỗ con này cũng trọng này bạn ơi. Hết chuột chạy ra. Hết chuột rồi trời. Lấy ra một chi lấy. Con này bự quá. Nặng, cầm nặng chịch à. Nè, có cức nỉ luôn nè. Ủa con này cũng 600 gram được, dư sức ông nội ơi nè. Nhìn cái phanh đó kìa. Ừ. Chà bá bình luôn. Bữa nay quả trúng rồi bạn ơi. Sao giờ? Mẹ chuột. Còn là mấy cái bẫy nãy mình cuốn mà còn để ngoài đường nữa chứ. Xa. Bây giờ con đi lấy đại đi về chứ giờ sao vậy? Về uổng ba lần sau thăm tiếc. Trời ơi. Nói chuột ra kìa. Không thứ gì chịu nổi chặng này hết bạn ơi con này. Con này nửa ký hơn rồi. Ừ nửa ký chắc có. Rồi bắt ra luôn Khang ơi. Hồi đi ngoài lấy hai cái cũng gần. Chứ lần sau thăm mà sót hai cái này uổng lắm ông nội. Lấy cái bịch ra đi. Trời ơi mắc trước cầm tay cuột cũng được nè mà. Rồi. Nó bò lên nè, thở hết. Nó theo chiều cao nó giọt lên nè. Thứ gì chịu nổi, thứ gì chịu nổi. Một con gắn nó gắn cái đó, mập lù cái đuôi con khúc kìa, gắn cái. Con này bắt mày bự ta. Ừ. Con nè, phanh móc lưỡng à. Con này bự à, 600 gram hơn chứ. Nó nuôi nó ngày nào đó. Quá trời bữa nay rồi. U này gắn cái thiệt rồi nè, cái ngắn đó. Tôi nói thiệt chứ nó chơi vậy ông nội, những cái khúc đuôi nó từ lâu gúng xuống cái đuôi nó ngắn ngủn rồi ngắn cái á. Vậy hả, giờ ông gửng nó chơi hả? Vô nặng ngon, nặng chịch luôn không, nặng y luôn á. Còn cái một chuối ngoài nữa, cái cúng cùi nữa, cái chuối đem đặt á. Cái này là đại ca Khang đặt đâu á. Để sửa cái bẫy đó, ngồi ngoài kia lấy chuột chứ bỏ hai cái này lần sau không tiếc lắm. Còn cái này nữa là cúng cùi nè. Công nhận cái 5 cái mà mình chim sau này nè, dính ghê hồn trời. Dính ra 3 cái và 2 cái kia là do chuột chết thôi á. Chứ không chuột chết là bạn kiếm con hay con nữa đó. Cái này cái cúng cùi nè. Xích đằng kia. Đó về thẳng vô. Vô dần bộ chuối luôn á. Mày gốc cây đè lên nữa hả? Tôi đè gốc cây lên ông nội vậy đó, nắng. Không thấy cất chơi. Ừ, chỗ này không có ta. Dở bẫy nhiều luôn. Yeah. Chuột còn sống không? Chết luôn. Trời ơi, vậy móc lúa ghê. Trời ơi, cái này mà con chuột nó không ngẫm thôi rồi, tới chuyện luôn. Oh, chuột tình bạn ơi, chuột ngẫm. Ây da, đi ngoài luôn Khang ơi. Đi. Ngoài mình lấy mấy cái kia chim vô bạn ơi. Ba cái. Cái này mà con chuột không chết là lạng hoàng, tới chuyện nữa nè, bị hốt hàng nữa. Bữa nay Khang muốn gắn về muốn nổi luôn. Nãy sơ ý mà nghĩ giờ em là hai con chuột đủ rồi. Bây giờ bỏ con đóng bẫy vào đây nè. Giờ lấy mấy cái bẫy phụ nè, mấy bẫy này vô đặt lại. Mất thời gian thiệt chứ. Quá trời quá đắt rồi. Thử lấy căng ra căng nhiêu. Đây con ngựa với cái lãi nè. Ồ con hoành ông nội ơi. Rồi con 2 kg lận. 5 kg gì sức. Thử coi. Con này 3 kg à. Vô đây. Ừ có 2 kg mấy bà ơi. 2 kg 2. 2 kg 2.
Nhìn đón hơi sai ha. Đừng con cái hành bự kìa. Đây còn hai con này nữa kìa. Hai con này nhiêu đây? Bái bó bó rồi kìa. Con ngắn đải với con hắn ngựa. Nay đậm lè đậm lét luôn. Có 20 cái thôi đó bạn. Không thấy gì. Ký. Đúng ký luôn. Con còn hoành bự lắm. 900 g cái ký á. Con này nè. Nhìn cái phanh nó ớn lạnh chưa? Hết hỗn phanh rồi luôn nè. Nhìn quanh này đúng thiệt. Tới nái luôn. Ngắn này nó ăn sớm hay sao mà bụng sập lép rồi nè. Tức mà chứng tỏ mà lúc mình mới thăm lần đầu đêm nó lạng hoạng nó vô rồi nè. Bây giờ cái bụng nó đi quá chuột sập lép luôn. Bữa nay quá trời quá đắt gắn, nhìn bị gắn thấy ham không? 20 cái thôi. Không thứ gì chịu nổi, tính ra chúng là ngồi nhiều luôn á. Bữa nay được hai con hành bự. Thêm bà gắn lãi nữa hả? Gắn lãi mà ông Khang tưởng đâu con gắn hổ vô ông giật mình. Tại làm vậy ông dụ lùi ra ông giật mình. Công nhận là lâu mới cảm giác được dính gắn nhiều vậy. Thêm con gắn hoành bự nó phê. Gắn hoành bự nãy ông lại thăm cái bãi của tôi không thấy cái phanh ngoài đó, ông tưởng nó gắn hổ vô ông giật mình chạy giống nữa ông chạy nữa chứ. Thánh thằng ơi trời. Gắn hoành bự nguyên cái phanh nào ông thấy lú ra chà bá ông tưởng gắn gì. Mà mày gắn với đại ca Khang nhiều lúc tiếu mà sợ gắn dữ lắm. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn bạn clip sau. Mà đậm lè đậm lét tính ra hết luôn là 3 ký 2. Trừ bao lưới 3 ký 1 vô tư luôn. Nhất lộ hành. Nhìn bị gắn nắng nặng gì mà có 2 ký mấy. Có thư gì chịu nổi thì. Cái này gọi là quá đã sướng 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 luôn bạn ơi. Rồi chào bạn nha, hẹn bạn clip sau nha. Đằng sau lại ngoan bội thu nữa. Mấy cái bẫy nãy chuột nó hết chuột rồi, mình với anh Khang ra lấy mấy cái bẫy cuốn đó đặt chim lại. Rồi chào nhà ha, hẹn cả nhà lúc sau ha. Bữa nay thôi nó thiệt cảm giác thầm bị gắn nó phế phê gì đâu, dính gắn vậy mới ham luôn.